Tao đá chân tao vậy? Hai, gì? Mày đá chân tao hả? Khùng má, hai chân trên này sao đá anh? Thằng nào đá? Chân em để bên đây mà. Thôi tụi bay đừng có giỡn mặt với tao nha. Giỡn anh gì? Đang coi phim ma, tình hù 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 hoài. Sao con ma trong đó có một giò hả ta? Đứa nào đá chân tao hoài vậy? Nghĩ mẹ nó đi coi phim ma mà nửa hoài hù hoài à. Ai mà hù mày, ai trong mà... đây không giật mình, không nửa tôi mới giật mình á. Tao đang tập trung tao coi nha. Mà chơi coi phim ma mà. Nè, tao mà biết chơi mất dạ, toán cái đầu nha. Không có ai chơi. Bầu cái vậy ông nói thầu cha bầu cái giật mình luôn, bầu cái gãy liền á. Cái cửa đằng sau coi phim ma mà không chịu đóng nó lạnh quá. Mày đi đóng đi Hải, đi đóng đi Hải. Thôi em sợ ma lắm anh, anh tình sợ ma. Tao không có sợ ma, chỉ là tao sợ tụi bay bị cảm lạnh thôi chứ không có sợ ma. Chờ anh không sợ, anh đi đóng đi chứ em sợ ma lắm. Diện Hương đi đóng đi, mày giỏi nhất nè. Không trời ơi, em ghét ma nhất cái nhà này mà anh Tình bắt em đi đóng nữa. Anh Tình đi đi. Còn giờ thôi coi tiếp. Gì dạ? Tu quá. Không ấy mày đi đi. Không, tôi sợ ma mà kêu tôi đi hoài. Sợ gì mà sợ, đi vô quân đội người ta rèn luyện thể chất tinh thần, sợ gì mà sợ. Anh nói bộ đội không sợ ma cha? Chứ bộ đèn điện trước giặc chứ bộ đèn điện trước ma hả? Mày sao mình vô trong đó mình nói chuyện kỳ cục quá. Anh nói chuyện kỳ cục gì, anh tào lao á, anh thầy lai dễ sợ vậy. Thôi vậy mày đi đóng đi. Không sao không được, sợ em sợ lắm. Còn tiếp. Con phim ma ơi, cô dễ sợ con phim ma mà đang xuống dây cứng là bấm đứng à. Bây giờ hai tụi bay không chịu đi đúng không? Không, ba thằng đi. Không luôn. Sao không? Ba thằng đi chết cha mà sợ. Thằng nào sợ? Em sợ. Thằng nào sợ nữa? Em nữa. Anh Tình không sợ hả? Tao sao mà sợ? Không sợ đi đi. Thôi. Mà Phan. Cái gì? Ủa nãy giờ có phim ma không? Ông Lý không rủ xuống coi chung. Thôi mày ơi, coi phim ma rủ nó mất công lắm. Thằng quỷ nó dường tâm linh. Mà mấy cái đoạn mà ma hù á, nó cười không mà tao sợ lắm. Ủa vậy cuối cùng anh có sợ không? Thì tất nhiên là tao sợ rồi. Ý tao là sợ thằng Lý chứ tao không có sợ coi phim ma nha. Con không nổi luôn á. Lạnh quá. Bây giờ ba thằng đi. Đi ba chết cha sợ. Bây giờ tụi bay không đi tôi đuổi tụi bay khỏi nhà. Đứng. Trời ơi nó mở đó kìa. Nắm tay. Đi bà thử. Tụi bay đi phải đi nhẹ nhàng. Bước đều bước được không? Rồi. Bước. Quên lại đi. Bước đều. Chân có chạy ra. Sao ra tới đó rồi không đâu. Chạy ông đậu cho nó. Thôi đi. Đi không đi chứ đi. Rồi đi nè. Đi rồi đi nè. Đi. Có gì đâu bình thường mà tụi bay làm gì vậy? Tiếp ma khổ kịp tôi đấy không? Có gì. Anh nghĩ ra coi tiếp đi. Không khoan cái này mới có gì nè. Hồi đó tôi nhớ là cái đoạn này có rồi. Không có rồi gì đâu có rồi. Rồi nào? Cái đoạn này là con nhỏ này á là nó đi vô trong cái nhà hoang, xong rồi nó bị rớt xuống dưới. Con quyền cái dây xích anh đưa ngay đây nè. Trời đâu ra cha nãy giờ chưa coi trước phải không? Mày điên hả? Tao đợi hai tụi bay coi chúng tao mà. Nhưng mà cái đoạn đó là coi nãy giờ coi tới đoạn mà ngồi dập con gì trong quan tài hả? À? Thôi đi Tình ơi, Tình cứ hù hoài à. Ừ. Coi tiếp đi. Coi tiếp đi anh Tình. Thiệt không? Tụi nói thiệt mà trời, nãy giờ anh em đi đóng cửa mà. Tao không có tin tụi bay đâu nha. Gì vậy? Mày có nghe cái tiếng gõ cửa không mày? Không, gõ cửa gì, đang coi phim ma, gõ cửa ai gõ cửa? Mày có nghe cái tiếng gõ cửa không? Hả? Em đang coi phim mà, nãy có tiếng gì đâu.
Thì cứ bấm đứng quậy vậy. Cái này tao nghe rõ nha. Tụi bay không nghe luôn hả? Đang nghe tiếng phim ma, đang con phim ma mà nghe vậy. Nói nghe vậy nè. Ở bây giờ mới nghe đó. Ôi cha, bị bắn gà, con phim ma sợ nó sợ, ta sợ cho nó lại, ta sợ nữa. Nghe con phim ma bấm đứng quậy. Cái gì nữa? Nghĩ đi, mỗi bây đứa giờ. Bây giờ mỗi đứa cái điện thoại thử coi được không? Đi ra ngoài đó, còn có không? Tao không có sợ ma, tao sợ kiểu khuya nè, thằng chậm cướp vô nó lấy hết đồ của mày. Nó lấy đồ của mày. Ủa nhà nó có camera mà sợ gì? Hỏi tiếp mày. Ê nè, đúng ý tao nói không? Đó, cái cảnh này con nhỏ này xuống đó hay chưa? Tao nhớ là qua rồi. Vậy anh Tình coi trước rồi, tự nhiên giờ anh Tình rủ tụi em coi sao anh Tình hù em nãy giờ. Hù cái gì mà hù? Hù ghê á. Mệt quá. Ê, Hải Hải khúc này. Nè, thấy không? Không, đó đó, thằng này đi vô nè. Hải, mệt anh Tình ghê á. Hải, Hải. Đấy, bước một thôi. Còn bước hai. Trời ơi, làm gì đi? Trời ơi, tôi trong vô rõ là cái chuyện này không được nè. Cái này kỹ lực, người ta kêu là bất lương. Nhưng mà anh làm gì không được, có bất lương tôi không chịu. Làm gì lấy của nó là bất lương hả? Bất lương. Ý, ý. Của ai đây? Của mày phải không? Không, không phải. Phải của mày không? Không, không phải của tao. Của ai làm rơi á, nhặt được cô rơi tạm thời bắt túi bỏ đi chơi. Đúng rồi, cái này phải bỏ bất lương nè. Ai nghĩ là tạm đi luôn đi. Chứ là ăn xong vô biết bao nhiêu mà tính. Tính xong gì nhét vô lại. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Ăn phở bò nha. Chả gì, chả gì. Ăn khỏi dạ. Ác mộng thôi bé, ác mộng thôi cưng. Nghe, vui gì. Tao nhớ nãy cái mặt mày màu xanh lè. Ê, mày hằng này màu trắng hay hằng này màu xanh. Nói chung là cái mặt tụi bay ma quỷ lắm. Ôi vậy là anh Tình đi ngủ, anh Tình mơ. Mơ cái gì cha á? Trời ơi, thì đang coi phim ma, ba đứa ngồi nằm ngủ ngon ngon à. Tiện coi hết phim rồi nè. Ừ. Gì? Thì có hết phim ngồi để nó không dễ sợ để đánh thức anh dậy, mất giấc anh. Đúng rồi. Ủa là nãy giờ tao ngủ hả? Ừ. Ờ. Đúng. Lần đầu tiên tao coi phim ma là tao ngủ luôn á. Rồi chắc hôm nay anh Tình chắc mệt á. Bị mệt, chắc đi cả ngày mệt á. Ờ. Ừ. Ê, đói quá, đi ăn gì không? Không, hôm nay giảm cân nghe ăn khuya được. Gì? Mày trong đó tức nhiên ra ngoài đây mày thèm ăn hơn chứ sao mày giảm cân? Không, trong đó có vợ giấc lắm, giờ này em phải về ăn. Về giờ ngủ rồi. Buồn ngủ lắm hả mày? Mày ăn gì không? Em... Hả? Em gì? Tao nghe mùi phở. Ủa mày mới đi ăn phở à? Đâu có. Mũi Tình bị gì á, em chưa ăn gì đó. Chắc em cũng giảm cân với lại anh hai. Đúng rồi. Vậy hả? Tối không nên ăn đêm đâu. Mới mày đi đúng không? Tại nó mới không đi. Vậy thì mai phải đãi mẹ ăn một cái chậu hành chế. Cầm tiền mai đi chợ mua đồ cho tao nha. Dạ. Thôi, anh đãi em ăn mì gói được rồi. Tốn tiền anh ngồi tính toán chi. Nhức đầu phải không? Thôi ngủ trước ạ. Gì vậy? Hồi sáng tao rút 3 triệu. Mày trong bóp tao khoảng 30 ngàn. Ừ. Ủa tiền tao đâu rồi? Ngày mai em đi sớm luôn rồi. Ngày mốt không có đi đâu, mai đi á. Chắc anh Tình mơ á, chắc anh Tình chưa rút tiền đâu. Anh Hải đợi em với. Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai?